Thưa quý vị và các bạn, một trong những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên là việc điều động và luân chuyển cán bộ từ tỉnh tới cơ sở, qua đó nhằm sử dụng có hiệu quả và bước đầu tạo cho cán bộ trong quy hoạch có được bồi dưỡng toàn diện, rèn luyện trong thực tiễn và khắc phục được tình trạng khép kín, cục bộ trong từng ngành và các địa phương. Đang là quản lý một phòng chức năng của huyện Ân Thi, năm 2020, ông Vũ Huy Võ được luân chuyển về làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Lãng. Đây là một trong những địa bàn trọng điểm của huyện Ân Thi về giải phóng mặt bằng, phục vụ các khu cụm công nghiệp. Riêng năm 2022, tại xã đã giải phóng mặt bằng được hơn 100 hectare đất nông nghiệp. Là người ở nơi khác về làm cán bộ chủ chốt, với sự năng nổ quyết liệt, công minh, phát huy vai trò trách nhiệm, đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương thuận lợi, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng chí Võ sát sao xuống từng hộ dân và để nắm bắt tình hình sau khi mà có quyết định, tức là giải phóng mặt bằng, thì đối với khu vực thôn Bình Hồ là khu vực trọng điểm giải phóng mặt bằng, thì người dân tức là chấp hành 95%. Công tác giải phóng mặt bằng thì cho đồng chí Võ thì dân rất tin tưởng. Từ năm 2020 trở về trước, xã Văn Nhuệ thường xuyên là địa bàn nóng về đơn thư khiếu nại tố cáo, chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai và chế độ chính sách. Năm 2020, khi ông Vũ Minh Chiến, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã, việc đầu tiên ưu tiên chỉ đạo chính là giải quyết đơn thư khiếu nại vượt cấp. Nhờ vậy mà đơn thư khiếu nại tại địa phương đã giảm đi rõ rệt. Năm 2021-2022 là 10 đơn, thì 8 tháng đầu năm nay chỉ có 2 đơn. Đối với Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, ông Đoàn Ngọc Vinh khi được luân chuyển điều động về cơ sở, việc đầu tiên là cùng với Đảng ủy xã bàn giải pháp để thu hút nguồn lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ vậy mà xã đã rất quyết liệt trong việc đấu giá đất để tạo nguồn lực tại chỗ, đồng thời huy động các nguồn lực khác. Trong 3 năm, từ năm 2020 đến nay, xã đã huy động được hơn 100 tỷ đồng để xây mới, cải tạo các công trình của địa phương. Đồng chí về cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện những các nhiệm vụ chính trị của địa phương và có những các cái chủ trương và tầm nhìn có nhiều những cái đổi mới, huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương, ví dụ như ở nhà văn hóa xã và trường trung học cơ sở xã Vĩnh Xá, cũng như là đường của thôn Vĩnh Hậu. Trong cái thời điểm điều chuyển thì lúc đầu cán bộ và công chức cũng có cái băn khoăn, địa bàn làm việc mới và lĩnh vực mới, với cái sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ, các đồng chí đã nhận thức được, qua đánh giá sơ bộ thì đã ổn định, phát huy được cái tinh thần trách nhiệm cũng như cái công việc điều hành chuyển biến nhanh hơn. Cùng với hàng trăm cán bộ cấp huyện được luân chuyển thì sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã có 37 đồng chí được Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định luân chuyển điều động. Trong đó, ngành này sang ngành khác là 25 người, cấp huyện về tỉnh và tỉnh về huyện là 12 người. Việc luân chuyển điều động gắn với thực hiện đề án về đánh giá đào tạo bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua việc điều động luân chuyển, thì cán bộ đã được rèn luyện ở các cái vị trí công tác khác nhau và thử thách xử lý những tình huống phát sinh tại cơ sở. Qua đó thì cán bộ đã trưởng thành rất nhiều và chúng tôi đánh giá cán bộ bằng các cái sản phẩm cụ thể. Thì tôi cho rằng đây là cái nội dung rất quan trọng để chuẩn bị một bước nguồn cán bộ dồi dào, vững vàng về chính trị tư tưởng, nắm chắc chuyên môn, đủ điều kiện để phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Việc luân chuyển điều động cán bộ là dịp để tôi luyện, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý phát huy năng lực sở trường, có thêm kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cũng như phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế cận cho nhiệm kỳ đại hội tới.